Đây, chào cả nhà. Hôm nay nhóm Nét Quê lên đây là đến Hương Sen quán của quán Mùi Minh thuộc huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Thì ở đây thì cũng bà con ruột, ở đây là dân bà con chú bác ruột là chính dân. Đây là Mùi Minh. Hai vợ chồng mở cái khu du lịch này. Thì hôm nay cũng có đầy đủ những gương mặt thân quen của nhóm Nét Quê nha cả nhà. Đây là mẹ, còn đây là bé Như, đây là bé Nga. Chỉ thiếu có chú Hai, chú Năm. Thì hôm nay chú Hai với lại chú Năm là bận công việc rồi cho nên không đi được, cho nên là anh đang đại diện ăn luôn hai cái phần đó. Với lại Út Lương thì đang bận xây nhà cho nên là chưa có sắp xếp đi chung với mình được chuyến này. Ở phía trong đây thì mình có cái menu này nha cả nhà. Cậu ơi, hai cậu cháu mình chọn món nha. Cá lóc nướng lá sen, cuốn lá sen. Cá lóc nướng cuốn lá sen. Tới giờ thấy món giờ tới món chuột chiên nước mắm đi. Tại vì ở dưới thì chuột khìa rồi, giờ chuột chưa, không có chuột chiên nước mắm chưa ăn. Chưa ăn giờ muốn chuột chiên nước mắm. Chuột chiên nước mắm. Rồi qua đây tới lẩu lươn bông điên điển. Đây. Bông điên điển. Lẩu lươn bông điên điển. Bông cùng với rau nhút. Rồi. Rau muống bông điên điển. Rồi. Với thêm một nãy giờ món nhậu không, giờ tới ăn cơm đi. Cơm chiên chả. Kim chiên chả hạt sen là cũng hạt sen luôn. Là cô hái từ của cô chồng lên cô mới chẻ ra cô lột cô nấu xong cái là mình mua chả ngoài chợ về mình pha lẫn mình chiên vô luôn là chêm chiên chả hạt sen. Vậy là 5 món đó. Dạ đủ chưa? Chốt lại là gà luộc ngó sen, đúng rồi. Cá lóc nướng cuốn lá sen, đúng. Chuột chiên nước mắm, đúng. Ba rồi. Lẩu lươn là 4, rồi cơm chiên là 5 món ha. Như cả nhà đang thấy là phía bên ngoài là nguyên cái đồng sen nha cả nhà. Người dân ở đây thì chủ yếu kinh doanh bằng cái nghề du lịch, đó là cho du khách đến đây tham quan sen rồi ăn uống những cái món dân dã. Thì nãy Dương chính nói là sen này là mình không có cần là phải trồng lại, có nghĩa là tới cái đợt cái là mình chụp là nó lên hay mình sao? Muốn cho nó lên bông nhiều đẹp thì mình chụp, đem mấy cài vô chụp. Dạ. Chụp hai tát cho nó sâu, cho nó chết hết đi. Dạ. Không cho nó lên thưa lại, bông nó mới nhiều chứ mình để vậy là cái gốc rễ nó dưới vẫn còn, nó mọc lên tiếp ha. Thì ở đây vào cái mùa nào là sen nó nở nhiều nhất vậy Dương chứ? Cái này nó đang lên nè, mà bị nước dập nó, nếu cái này nước giật lại là tháng 11 là nó nở lên đỏ. Dạ. Theo mà nước không có, nước ít là vậy là nó đang lên á, nên bông hổm đang lên nhiều lắm. Mấy bữa nay nước nhiều ha. Nước nhiều nó ngập đỏ. Lúc nó ngưng sen nó ngắn lại. Cái này cá lóc nuôi, cá lóc đồng à Dương chính? Dạ. Dạ. Bự quá ha. Em mà đó bắt kiếp chị mà. Ở đây là dì Vân là thợ nấu chính luôn ha. Con cũng nấu luôn, ngự món món gì đó. Dạ. Hồi đó em đi đám với chị nè. Rồi em kinh nghiệm lần lần. Cũng biết tìm kiếm đó. Trời ơi, dám mở ra mà chị thấy dữ dằn không? Đây là gia đình mình làm hết chứ đâu có ai hả dì Vân? Không mướn con, mướn chỉ một đứa đi dựa đưa đò. Đưa đò là thứ bảy chủ nhật mới mướn. Dạ. Ngay cái ngày đó đông ha, khách đi qua đi lại nhiều. Tâm hay tâm à, không có nhiều. Dạ. Hai gói. Rồi được rồi. Rồi xong ăn dở gà. Đây là cái hướng đi để mình ra chòi nha cả nhà. Chòi của mình sẽ là tuốt ngoài kia. Mình ngồi cái chòi mà bự nhất. Hôm nay một cái điều may mắn của mình là đi tới đây là không mưa nè. Bữa mưa. Em định đem bông này ra làm gì? Chấm nước mắm ăn hả? Lấy cái đồ lâu nó mày ơi, hai cái. Cầm chéo đi. Ông thầy đờn quá, cái đờn cẩn thận nha. Gió này gió mát quá. Chút nữa xỉn này cậu đi chậm chậm thôi, thôi lọt dưới mắt công ướt cái đờn. Mẹ cầm gì ra vậy?
À. Chú già sống nữa hả? Già sống. Anh Tân ra luôn anh Tân ơi. Ra luôn. Ai cũng đói quá rồi. Chưa để lao thầy. Vậy là mình còn một món lẩu nữa là đủ hả chị? Dạ. Ở trong đây em nhìn là em chấm cái món nào nhất gì như nhất nha? Cá lóc hả? Cá lóc thì cái màu đẹp không? Cá lóc nướng quá hả cô ạ? Sa tế. Hồi nãy Dương Chính nói con cá này là con cá nuôi nhưng mà cho ăn cá không mà nuôi dưới ao sen á, cho nên thịt của nó không có tanh. Anh đang nói đúng rồi. Thì em sẽ bán cá cho người ta gì không lấy đâu. Còn hồi nãy Dương Chính gói cái lá sen này vô cơm á, khi nào mà mình ăn cái mình chỉ cần dở cái này ra nè, còn cái mình múc đó, còn đậy lại thì nó sẽ giữ cái đồ nóng. Như ăn chuột được không? Nghe ăn chuột được không? Được. Vậy đúng hệ rồi. Chút mà ném chút coi sẽ ngon không? Ngọt không? Gũ chứ không ngọt đâu. Cũng được, thơm. Dạ. Thơm thơm mùi xiên. Con thử miếng. Nhẹ thơm. Cái này nhẹ đậu thôi. Cũng được. Được. Sẵn không? Sảnh à? Có nuôi đâu có sảnh à? Nếu mà sảnh là lượng chai đâu biết có sảnh. Trời, bữa nay thằng Út nó đưa chị ba uống rượu luôn. Ba ngày xưa cũng là cái rượu cái bụng. Ba nói rượu quá. Dạ. Yeah. Đó là tao đâm men tao khóc luôn á. Giờ kiếm này đó ngày xưa đâm men không à. Dạ. Yeah. Hồi đó mới học lớp 2 à, bắt đâm men, mỗi lần đâm men là khóc. Không có mẹ mà làm được vậy. Không lái kịp về. 1-2 giờ khuya là bắt được rượu lên rồi đó, nấu cho tới sáng là rồi một nồi rồi thì bắt đầu kéo nguyên ngày luôn. Phải giờ bà nấu cũng đỡ quá cô. Cậu cháu mình khỏi mua. Hồi đó nếp không à, kéo rượu nếp không á. Dạ. Rồi ăn cơm trái ngon á. Cơm trái. Rồi để dừa gắp gắp á. Lấy cơm trái gắp lên. Vừa gắn mình gắt lên cơm trái, trời ăn ngon dữ lắm. Chào cả nhà. À, bữa nay đi đến thằng em chơi, nó làm khu vực đồng sen là Mười Vinh. À, có Mười Vinh có làm vài món để anh em sương sương chơi. Xin mời cả nhà cũng dùng với mình nha. Rồi xin mời cả nhà luôn nha. Rồi xin mời. Rồi vô. Vô nữa hả? Vô nè. Vô hiệp 2. 1, 2, 3, vô. Này thử thấy được mà quá mà giờ uống cảm thấy ngon không cậu Chính? Đầy ngon rồi đây. Dạ. Thơm thơm sen ngon khác rồi đó. Con nghe nói là đi tới đây là phải uống chai rượu sen để cho biết nè. Dạ. Đây giờ Dương Chính dễ con cá này ra. Cá ra coi. Nó ra coi. Quá trời đẹp ha. Ngon. Rồi lấy chuột sống rồi luôn coi. Đây. Chắc là gà sống đi mọi người cuốn đi, mình tôi cuốn vô đi. Cuốn cái. Vô đi. Để ông ăn thử coi được không, tao mới làm. mình tôi cuốn kỳ quá cô. Thử coi được không hả? Ừ, quen ăn vậy nút. Chúng mấy chị nhìn không được. Bánh tráng này mình phải hình như này phải nhúng nước dễ cuốn. Nhúng miếng, có nước miếng này. Nhúng nước dạ. Cho nó khô mình dễ cuốn nước. Dạ. Đó. Nhúng hai miếng nước. Dễ dễ cậu Tư ơi. Có nước này nhẹ cái coi. Được không? Ờ được rồi. Thôi ha. Chứ nữa cũng không gặp. Wow. Khô à. Này là sen. Này chắc chấm này là mè. Mè mè mè. Ừ, mè. Ăn rồi phải uống nữa nha. Ngon không? Ừ. Nè đi cùng nè. Ăn rồi phải uống. Trong những lá sen. Nhưng mà nó hơi đắng đắng. Hơi dẫn chút. Dạ. Lá sen này thái cái này là ngon. Lá sen này nếu mà mình ăn sống là chất lượng luôn á. Này nãy con biết hái chứ, nãy con chống thuồng hái nhiều lắm á. Con đâu biết ngon vậy. Túm túm. Túm vậy đó. Rồi mấy cậu thưởng thức món ăn chứ? Rồi, cuốn cái coi. Ở bên đây mẹ với lại bé Nga bé Như ăn cơm trước. Đói bụng rồi. Còn gà. Cảm nhận món cơm sao bé Như? Dạ ngon, cơm là ngon.
sen đúng không? Sen nó buồn. Ăn chuột chưa? Chuột ngon không? Dạ ngon. Mấy em khen nãy giờ. Cường thấy sao nha? Dạ, mấy chuột ngon không? Dạ ngon. Em vừa mấy khen luôn. Cú này không bự, không nhỏ phải không? Vừa. Kiểm tra coi. Vừa, vừa đó mà. Dễ cá ăn đi. Vô, vô cá đi. Để cậu Chính cảm nhận coi sao nè. Cái nữa, cắn cái nữa mới ngon. Từ từ, thử 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 coi thấm tới đâu. Để con chạy trong hái cho ớt. Có không? Ở trong miếng nãy nhóc cho mà. Lá sen này đó thì tôi mới ăn á. Lá sen ngon à. Ngon chứ. Hơi ăn đắng, hơi nhẫn nhẫn, ngon. Dạ. Ăn cái lá sen này là nên thuốc luôn, trị bệnh luôn. Chưa hết rượu mà Dưỡng Chính đem rượu ra nữa nè. Đừng ca tài tử là phải uống rượu đế. Công nhạc. Uống bia mà đừng ca tài tử nó chết lắc không. Mình chơi cho nó tới luôn. Được rồi. Má ăn được không má? Thấy ngon không? Ngon. Bị xem á, người ta không có động. Con ăn không có điện. Đừng ca tài ca nhất còn. Năm ta khai lại. Mỗi năm tôi bao hết trơn à. Ngon lắm hả? Em ăn thêm cái lá sen non nữa Như. Ngon lắm. Hồi nãy đi hái mà không chịu ăn. Đó, cái đó là mình chấm vô nước mắm luôn cũng được. Hay là mình cuốn vô bánh tráng. Em muốn cá không được. Được. Đây ông ngủ 2 giờ là không hết ngủ được. Máy thì chạy không hết ngủ. Đi chích máy đi xôi chuột, ôi dùng nó làm hì hì dùng bá tao ra rồi chạy tóc hành chạy rồi tóc đi vết lậu rồi cắn cắn nhầm đường đen qua mà quá thì chặt sát bên này lắm máy chạy là hết ngủ rồi. Thấy sao đắng quá không? Chắc chết chắc đắng cái rượu này ta rượu này đúng không? Đầu tiên ăn sen gan muối. Sen gan muối hả? Lạ hả? Cái này đó nó bị ngập nước ra, hột ăn được, hột ăn không. Nhưng nó bị sượng vậy hả? Rồi tặng cho một dĩa con uống làm tại nhà. Dạ. Con uống cái này khuyến mãi nhiều quá he. Được không? Không nhiều lắm. Ủa mày sao? Nước. Uống như đấy mà. Mà uống nước ngọt. Uống như đấy. Đó. Con xào con chậm tới. Có vị sao anh Như? Dạ bùi bùi. Có mặn mặn gì không? Không à? Chắc muối nó chỉ thấm ở ngoài thôi ha? Cô gì à, chính? Không có, cô có để chấm muối vô. Cô để muối vô đó nhưng mà con ăn, ăn cái là con phải cái tay phải nếm nếm miếng muối vậy đó. Thằng này nó dính dính vậy. Con thấy là phía trong đây là hình như là không có nhà luôn phải không Diện Chính? Có, dạ trong đó cái hàng cây đó dài lên đó có. Đó, dạ. Đó lên Trường Xuân. Đây vô tới hàng cây đó. Dạ, phía bên tay trái thì đi lên Trường Xuân. Còn phía bên đó là đi đâu? Dạ, về Tân Kiều, Cam Mỹ An. Dạ. Lên đây cũng có đường chỗ đường Kinh Mỹ Chính á. Dạ. Tại ở đây. Tại con cũng đi làm này nè. Ồ vậy là mình đi đặt tới đây luôn hả anh đi? Em ngủ bờ em ngủ ngay đây nè. Vậy hả? Xa quá rồi em ngủ rồi, gần gần đây mà em đâu lên đâu, mấy ông này ngủ lên không lên. Có bị ma nhát không? Không nhát cả nghe đây. Phía bên kia nghĩ chắc là gừng quá ha. Ở đây đó lúa. Ma dữ dằn lắm anh chị ba. Nó là lúa. Vậy hả? Ờ, đó mở quầy tháp nó đứng dựng sụn trước cửa. Dạ. Tháp đó. Ừ. Lúc mà dì Vân về đây là còn ma không? Dì ở nhà này cũng bị nữa. Vậy hả? Ghê vậy. Ha. Nó quậy ha mới đầu anh Dưỡng Chính con bắt Dưỡng Chính con bắt một con cá lóc rồi trong cái thùng á. Dì mới ra làm sao? Dì cũng như là mình ngủ một giấc rồi. Thức dậy mới đi vệ sinh á. Mới bước ra làm sao trời đó quậy sộn gì tưởng con cá nó quậy không à. Dạ. Cái bắt đầu càng ngày càng lớn nó quậy đùng vô cái lưu á. Cái gì mấy ló không sợ nữa mày vô ló cái mặt ra cửa giờ giờ coi làm sao. Trời ơi nước nó văng khỏi đầu luôn chị ba. À hả. Đừng cá quậy à. Cá đầu quậy cân cái thùng rộng nghiêng. Cái này nó quậy trong cái lưu á. Nó quậy sộn nước văng cùng trời hết trơn luôn. Cái kia ông ơi ông ơi ông xuống đây coi gì nè. Bật đèn lên một cái là nó tắt liệm luôn không có. Ổng nói con mèo. Cái kêu mèo gan mèo cô gan. Dạ. Ổng đổ từ con mèo. Sáng hả trong cái lưu hả? Thứ gì đâu không? Trời ghê vậy hả? Bỏ luôn á. Ừ, ghê không? Rồi bây giờ còn không ơi gì vậy? Không, giờ từ đó tới sau là gì không sợ là nó không nhắc nữa. À, nếu mình sợ là nhắc nữa. Quảng cáo dữ lắm. Đồ ngon nhờ quảng cáo. Okay. Nguyên khúc luôn hả? Nè con, ăn gắp thử miếng coi con. Ủa không? Mặn không? Nè con, ăn thử với gì miếng đây.
Trời ơi, cán chế ớt vô nữa hả? Cán bún đỏ, nó phải màu như vậy đó. Thế ăn được. Ớt không? Ngon. Em chưa chuộng ớt vô á. Này phải chuột nóng ăn còn ngon nữa. Nãy giờ thì nó hơi nguội quá. Tán ăn thử món gì chín là ăn coi. Chín đỏ. Chín. Ăn gà ăn không? Gà. Nè con ăn thử món gì chín làm coi. Này gà muống mình ngâm giấm hả? À gà muống. Này con. Được rồi, được rồi. Nó giòn luôn. Ừ, quá giòn luôn. Giòn luôn á. Quá trời mòn ăn ai cho nó xài mòn nữa. Xài mòn luôn. Ăn cho xài mòn bữa. Ăn xài chứ nhậu không xài hả giờ? À đó không, bé Năm anh cứ chín à. Chén cho mỡ. Có đi lên lên lần. À đi lên lần. Trời ơi, chị chín lên, chị nấu cháo rồi xong ngon quá, vợ em đụm chân. Còn em mới giúp nấu con gà nó nữa. Trời ơi, vậy là ưu tiên cậu chín trước cái đuôi đó không? Phải ăn cái có chị xui chưa? Có chị xui chấm mắm nữa. Mắm mặn á, chấm mắm mắm mặn vô. Khỏi chấm, ngon luôn. Ngon bằng đầu bếp của Nét Quê không? Hả? Mà đó ăn lên chứ không dưới đâu. Chưa uống, chưa uống. Ăn uống sao đi. Lỡ đưa vô lấy da kỳ quá hả? Rồi vậy uống cái này hết trong đuôi luôn rồi. Vô. Vô đây. Cái cấp này đầy ra. Giờ 12 giờ mấy rồi, 1 giờ rồi nó đói rồi. Dư vô cho nó giật giật xuống nha. Anh mới ăn vô. Bên đây gạo chín hết rồi, con tắt bếp nha. Con mặt ra nè, rồi mình nhìn nhìn nó thật cao lãnh. Giòn hả bé Như? Dạ. Bởi nó sen với lại cái đỏ, cái giòn. Thịt gà cá nha. Ủa lương này là mình là mua lương đồng ngoài chợ luôn ha. Lương đồng ngoài chợ đặc giớt nè. Dạ. Cái đó là mình biết nguồn gốc mình mới mua ha. Cái con lương nuôi khác, con lương nuôi nó có cỡ à. Mà dạ. Nó cái màu nó vàng lắm. Nó nhớt chứ. Còn lương đồng nó đen hơn, sẫm hơn. Nó con đen con vàng đó. Mới vậy. Vàng và cũng khác nữa. Anh mới ra đặc giớt nha. 3-4 kg lương luôn rồi. Rồi cháu nội về cho cháu nội đem đi hết. Cháu nội mới về. Con lương nuôi ông mần cực lắm, nhớt dữ dằn luôn, mà ông nấu cửa này là nó gã hết. Yeah. Gã lắm. Nó lửa là nó sợ lắm, chút xíu là nó gã. Nuôi nuôi nó mềm rồi, nó mềm. Ừ, nó mềm. À, alo. Thì cũng nay cũng sẵn có anh Mười Minh ở đây với chị Chính Dân cũng như là hai vợ chồng đó. À, cũng đã xong ca một xong ca tân cổ mà chưa biết bản gì nó cũng không biết nữa. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Rồi anh Út đơn tôi hát câu 4 45 nha. 45 cho giữ hát. Cái tuần đêm lạnh chùa Quan. Đêm lạnh chùa Quan anh vô chứ chọn ha. Hai anh bà cùng ca luôn ha. Rồi. Ông thầy đờn có cần thêm vài ly nữa không? Đúng rồi, đờn hơi chặt. Hôm ngày lâu đờn quá. Cũng nay mới đờn lại. Rồi rồi tiếp tục. Xong giờ dời gắn đôi vì
có ơi chết đêm nay. Sơn rơi xanh và em cái chém giết lẫn nhau, khi hai ta cùng chung quy tâm, khi hai chúng ta không thù không quan, hoàn cảnh chỉ đó